xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người hướng thu vân rụt chân vào trong váy dùng vạt váy lễ phục che khuất hẳn chân trái của mình và khẽ có một tiếng vậy bác sĩ nói như thế nào thím thẩm ghé đến gần mặt cô đôi mắt ngập tràn phấn khích, có phải còn có thể chữa được không? Cháu ngoại của Thím là chuyên gia về phương diện này, bây giờ đang học chuyên sâu bên Mỹ. Thím bảo thằng bé về đây xem cho cháu. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hạ Vũ Hào, hướng thu vân mím môi, không nói gì. Thím nói đến đây là cháu lại tức. Hướng quân bỗng dậm mạnh cây chổi trên xuống đất, cũng không buồn để ý sợi mì bắn tung tóe lên chân, hạ vũ hào chính là một thằng tâm thần. Biến thái, khốn nạn, nhát cái. Anh ta đánh gãy chân em gái cháu, nhưng lại không cho con bé đi chữa trị. Anh ta nhổ nước một ngụm nước bọc xuống đất, gương mặt tuấn tú tức giận đến đỏ bừng, mẹ chứ, ông đây chút mày ra đường bị xe tông, tốt nhất biến thành một kẻ tàn phế còn cả đời không cương lên nổi, vừa gãy chân vừa gãy luôn đường con cờ hờ. Này 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 này, thím cắt ngang một chút. Thím lưu giơ tay ý bảo tạm ngưng, nghiêm túc nói, thật ra thím cảm thấy tổng giám đốc hạ đánh gãy chân thu vân lại là chuyện tốt bà ấy vừa dứt câu hướng quân đã định giơ cây chổi bẩn thỉu ở trong tay lên lâm quỳnh chi hậm hực ngăn anh ta lại anh anh nghe thím lưu nói cho hết lời cũng chưa muộn hướng thu vân không nói gì cũng không làm gì mặt cắt không một giọt máu ánh mắt tràn đầy không dám tin cạch cây chổi bị ném lên trên bàn hướng quân lạch cạch kéo ghế dựa qua ngồi gương mặt tuấn tú tái xanh, thím nói năng cho cẩn thận. Ba mẹ cháu làm gì không đúng với Thu Vân cháu còn chửi nữa chứ đừng nói là thím. Tranh con láo tuét, nói chuyện với người lớn thế đấy hả? Thím lưu đứng lên vỗ cái đét lên gáy hướng quân, cháu còn định đánh thím hay thế nào? Hướng quân ôm đầu, gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Lắp bắp thím, 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 nửa buổi không nói tiếp nổi. Lần nào cũng không chịu nghe người ta nói cho xong. Thiếm lưu trừng hướng quân, thở phì phò ngồi xuống, lại nhìn hướng thu vân chậm rãi nói, tuy cô Giang nói không kiện cháu, nhưng người nhà họ Giang đều hận không thể ăn tươi nuốt sống cháu. Hướng quân tức giận gầm lên, thì có liên quan gì đến chuyện thẳng khốn hạ vũ hào đánh gãy chân của em gái cháu đâu? Anh ta! Anh có thể yên lặng nghe thiếm lưu nói xong được không? Lâm Quỳnh Chi đưa tay đến bên sườn eo của anh ta và nhéo một cái. Hướng quân đau đến nghe răng trợn mắt, nhỏ giọng lầm bầm than thở nếu không phải chân cháu bị tổng giám đốc hạ đánh gãy thì người nhà họ gian nén giận như vậy sao có thể đồng ý để cho cháu ngồi tù hai năm được bọn họ phải làm cho cháu ngồi trong tù cả đời nói đến câu cuối cùng giọng thím thẩm cất cao lên rất nhiều hướng thu vân siết chặt nắm tay khớp xương dùng sức đến trắng bệt, cho nên cô dừng lại một chút khó khăn nghẹn từ cổ họng ra một câu thím cảm thấy cháu phải cảm ơn anh ta nữa sao cô còn phải mang ơn một người dùng cây gậy đánh gôn đánh gãy chân của cô, không cho phép cô đi điều trị mà ném cô vào trong tù nữa sao? Thiếm không có ý này. Thu Vân đừng nóng nảy, Thiếm. Lưu vút lưng cô xoa dịu, Thiếm chỉ muốn nói là mặc kệ tổng giám đốc hạ kia ôm tâm tư biến thái gì thì cháu cũng coi như trong cái rủi có cái may là được. Hướng Thu Vân cúi đầu, vết sẹo ở đuôi lông mày phím chua xót, có phải theo cái nhìn của thím thì đánh đổi một chân lấy sự tự do sau này là chuyện rất có lợi hay không? Nhưng với cô mà nói thì chuyện này không có lời chút nào. Cô thà sống cô độc suốt quãng đời còn lại trong tù còn hơn bị Hạ Vũ Hào đưa đến lúc mộng xuân, chịu tuổi chịu nhục, muốn chết cũng không được. Đừng nói những chuyện này nữa. Thật mất hứng. Vừa nãy cháu chưa ăn được bao nhiêu mà bát mì đã đổ rồi. Cháu ngồi chờ một lúc thím đi làm bác khác cho cháu thím lưu hấp tấp đứng lên hướng thu vân thật sự không còn cảm giác muốn ăn nữa nhưng cũng không muốn phụ ý tốt của bà ấy nên đành đồng ý khách sạn châu hoa quản lý khách sạn vội vàng dẫn vài người vào sảnh phú quý dùng để tổ chức tiệc sinh nhật cho hướng thu vân vòng tới trước mặt hạ vũ hào tôi còn có chút chuyện nên xin phép được vắng mặt một chút hạ vũ hào đang nói chuyện làm ăn cùng một vài người thấy đám người quản lý khách sạn đi đến thì nói một tiếng với mấy vị giám đốc kia. Sau đó cùng mấy người quản lý dẫn tới đi qua một bên. Quản lý khách sạn lau mồ hôi nóng hổi trên trán, cẩn thận nói, tôi vừa mới xem xét camera, sau khi cô hướng rời khỏi đây thì theo lỗi cầu thang chạy xuống, không cẩn thận bị trượt chân ở cầu thang tầng 3. Hạ Vũ Hào lắc ly rượu đỏ trên tay, khẽ cau mày. Thấy vậy, quản lý khách sạn cẩn thận nói, tổng giám đốc Hạ, cứ nói tiếp đi. Hạ Vũ Hào nhấp một ngụm rượu đỏ, rượu vào dạ dày dần dần nóng lên, nóng đến mức làm anh bực bội. Hai mấy tuổi rồi còn trượt chân ngã. Ngốc đấy à. Lúc này người quản lý khách sạn mới nói tiếp, cô ấy ngã xuống rồi không nhúc nhích gì cả. Mãi tới khi cậu hướng và mở hướng tìm thấy cô ấy. Không biết bọn họ nói những gì mà đều khóc quà, rồi cậu hưởng cổng cô ấy, cùng mở hướng đi ra ngoài. Hử? ly rượu đỏ khẽ lay động, tỏa ra màu sắc tươi đẹp dưới khúc xạ của ánh đèn. Sắc đỏ như máu đậm đặc làm người ta cảm thấy áp lực và khó chịu. Quản lý ngần người một thoảng mới hồi phục lại tinh thần, camera trước cổng khách sạn cho thấy ba người họ lái xe đi về phía đông, nhưng cụ thể đi đâu thì tôi không biết. Có cần phải đi theo thêm một chút nữa không? Hạ Vũ Hào không trả lời mà hỏi, hướng quân cũng hướng thu vân à. Chân trật nặng lắm sao? nhìn từ camera thì không thấy chân của cô hướng có sưng không tôi cũng không chắc cô ấy bị thương nặng thế nào quản lý khách sạn không đoán được ý tứ của anh có cần gọi điện thoại hỏi cậu hướng xem thế nào không a à. hạ vũ hào cởi bớt hai cúc áo sơ mi mới cảm thấy hô hấp thông hơn một chút không cần đầu ông bận gì thì đi làm đi quản lý khách sạn vừa vàng một tiếng đang định đưa mấy người bảo vệ rời đi thì lại bị mẹ giang đẩy sang một bên vũ hào rốt cuộc cháu có ý gì hả? Mẹ Giang hùng hổ lao đến trước người Hạ Vũ Hào, ngẩng đầu nhìn gương mặt cao hơn bà ta một cái đầu kia, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng không thể che được vẻ mặt khó coi của bà ta. Các vị khách thấy hết trò hay này lại có trò hay khác, vẫn hưng phấn bừng bừng không cảm thấy chán. Hình như mỗi lần chỉ cần bà Giang này ở đây là bọn họ đều có trò vui để xem. Dù sao trong giới này bà ta chẳng khác nào một sự khác biệt hơn 50 tuổi còn bướng bỉnh tùy hứng hơn cả thiếu nữ đôi mươi. Hạ Vũ Hào nhấp một ngụm rượu đỏ, biết hầu chuyển động, vẻ mặt lạnh nhạt, tôi không biết gì đang nói đến cái gì. Cháu bớt đứng đây ăn nói đưa đẩy cho gì. Khi mẹ Giang tức giận thì nói chuyện hay làm việc đều dựa vào bản tâm, cháu sắp đính hôn với Hân Yên rồi còn tổ chức tiệc sinh nhật cho cái con yêu tinh hại người hướng Thu Vân à. Có phải cháu có quan hệ bất chính gì với con bé đó không? Hạ Vũ Hào đặt ly rượu chưa uống hết xuống bàn, không thèm để ý mà nói, nếu tôi thừa nhận thì chắc gì sẽ càng tức giận hơn, phủ nhận thì gì lại không tin. Dì nói xem, tôi nên trả lời như thế nào đây? Miệng lưỡi trơn tru. Bây giờ mẹ Giang càng nhìn con rể tương lai càng không hài lòng, hôm nay có toàn thể mọi người ở đây, tự cháu nói đi. Có phải trong lòng cháu còn nhớ thương con hồ ly tinh hướng thu vân đó không? nếu như đúng thì dì tuyệt đối sẽ không để hân yên gả cho cháu. Đám người đứng ở một bên lén lúc đánh giá lúc này hoàn toàn trắng trợn nhìn chầm chầm về phía mấy người hạ vũ hào. Hạ vũ hào mỉm cười, thản nhiên liếc nhìn mẹ giang một cái, dì cảm thấy tôi làm trễ nải chuyện kết hôn của hân yên đấy à. Đương nhiên, mẹ giang một tay chống nạnh, hơi ngên mặt lên, không hề do dự, nếu không phải hân yên thích cháu thì dì đã sớm bố trí nhà khác, gả nó đi từ lâu rồi những người đứng vây xem đều cảm thấy buồn cười, trong lòng thầm than không hiểu sao dòng giỏi nho học như nhà họ lâm lại nuôi ra đứa con gái nói chuyện không có đầu óc như bà ta. Nếu đã là tôi làm trễ nải hân yên thì tôi phải xin lỗi rồi. Hạ vũ hào hơi cơ hờ lưng xuống, gì cũng đừng làm hân yên thiệt thòi. Nên sắp xếp đám nào cho cô ấy thì cứ sắp xếp đi, tôi chắc chắn không ngăn cản. Mẹ Giang không ngờ anh sẽ nói như vậy nên ngẩn người sau đó giơ ngón tay chỉ vào anh thật lâu, tức đỏ cả mặt lại không nói nên lời. Mẹ, mẹ ở đây làm gì? Giang Hân Yên chuyển xe lăn đến bên cạnh bà ta, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, sự dịu dàng cố hữu xen lẫn chút vẻ đẹp yếu mềm. Giang Minh Thắng cao chặt mày đứng sau xe lăn, đáy mắt cuồn cuộn lửa giận. Anh ta phẫn nộ trừng hạ vũ hào một cái, hai tay siết chặt thành nắm đấm nhưng không nói gì. Mẹ đang đòi công bằng cho con mẹ Giang liên miệng kể ra hạ vũ hào sai chỗ nào. Cuối cùng tái mặt nói, cậu ta chướng mắt con, nhà chúng ta vẫn là đừng gã qua. Đi thôi, giờ mẹ về lập tức xem xét chuyện kết hôn cho con, phải để cho cậu ta hối hận. Bà ta đẩy Giang Minh thắng sang một bên, đẩy xe lăn muốn rời đi. Giang Hân Yên giữ chặt bánh xe, vừa lúc ngang sức với mẹ Giang nên xe lăn không chuyển động. Cô ta thở dài, nhíu mày bất lực, mẹ, mẹ đừng làm ầm ĩ nữa. Làm ầm ĩ? Con nói mẹ làm ầm ĩ à? Mẹ Giang buông xe lăn ra, chỉ ngón tay vào chính mình, vừa uất tức vừa tức giận, mẹ làm như vậy rốt cuộc là vì ai chứ? Giang Hân Yên xấu hổ, khẽ giải thích, mẹ, mẹ đừng tức giận. Con chỉ cảm thấy bữa tiệc sinh nhật lần này là bác gái tổ chức cho hướng thu vân, mẹ không nên trách anh Vũ Hào. Hạ Vũ Hào đứng một bên, cục mắt nhìn ly rượu trong tay cứ như những chuyện này không hề liên quan đến mình. Con còn chưa gả cho người ta đầu đã bệnh chầm chập thế rồi. Mẹ Giang tức phát điên, giọng nói cũng bé nhọn đến mức gần như the thế. Bà ta quay đầu nhìn Giang Minh Thắng, nắm chặt cánh tay của anh ta rồi chỉ vào Giang Hân Yên, tức giận lại ấm ức nói, Minh Thắng, con đến phân xử đi. Mẹ làm bao nhiêu chuyện như vậy có phải là muốn tốt cho con bé không? Mẹ, mẹ bớt nói một hai câu đi. Giang Minh thắng liếc mắt nhìn xung quanh, vừa ngượng vừa giận, hạ thật nhỏ giọng nói, mẹ quên mình ăn nói lung tung trước mặt chú hướng chọc ra bao nhiêu chuyện rồi à. Hạ Vũ Hào và hướng Thu Vân làm thật sự. Mẹ Giang đẩy anh ta ra, cắt giọng cắt ngang lời nói của anh ta, được đấy, anh em chúng mày trưởng thành rồi, cánh cứng rồi nên không nghe lời mẹ nữa có đúng không? Mẹ đi, mẹ đi được chưa? Nói rồi bà ta không nhìn hai anh em họ nữa, nổi giận đùng đùng rời đi trong ánh mắt của đám người xem náo nhiệt. Tráng Giang Minh thắng cao chặt thành khe sâu, nhưng chỉ đuổi theo hai bước rồi dừng lại. Sau đó lại quay về bên cạnh Giang Hân Yên. Giang Hân Yên nhìn theo bóng lưng của mẹ Giang khuất sau cánh cửa, thở dài một hơi, hàng lông mày nhún vẻ mất mát và buồn bã. Cô ta gọi nhân viên phục vụ đến, cầm lấy một ly rượu đỏ rồi quay xe lăn đi đến bên cạnh Hạ Vũ Hào, cắn môi nói, mẹ em từ bé đến lớn được người nhà bảo vệ kỹ càng quá, tính cách có phần ngây thơ, làm chuyện gì cũng dựa vào cảm xúc. Những lời bà ấy vừa nói không có ác ý gì đâu, anh Vũ Hào đừng trách bà ấy, lời gì Lâm nói không sai mà. Hạ Vũ Hào ngồi xuống ghế, để tầm mắt ngang hàng với cô ta, em không còn nhỏ nữa. Nên kết hôn thì kết hôn đi, nhà họ hạ chúng tôi sẽ không ngăn cản. Khi nào em kết hôn tôi chắc chắn sẽ tặng một phần quà lớn. Nghe anh nói vậy, hơi thở của Giang Hân Yên thoảng thượng lại, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ u ám. Giang Minh Thắng đi đến trước hai người họ, đứng nhìn xuống hạ vũ hào từ trên cao, khinh thường lại có phần đố kỵ và phiền muộn, anh hại Hân Yên mất đi chân phải, còn để con bé chờ hai năm. Giờ hướng thu vân ra tù rồi anh lại muốn hủy hôn với Hân Yên sao? Anh, anh đừng hiểu lầm anh Vũ Hào. Anh ấy nói như vậy cũng là vì giận mẹ mà thôi. Giang Hân Yên nâng ly rượu về phía Hạ Vũ Hào, "Em thay mẹ xin lỗi anh." Cô ta nâng rượu, "Tao nhã uống cạn rồi đặt ly rượu không xuống bàn. Mẹ em sinh được cô con gái như em cũng là phước ba đời." Hạ Vũ Hào nâng ly rượu về phía cô ta nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi nói, "Có lệ, tôi còn có việc, xin lỗi vì không tiếp được." Giang Minh thắng vô cùng bất mãn với thái độ của anh, còn muốn nói thêm cái gì nhưng lại bị Giang Hân Yên ngăn cản. Cô ta lắc đầu với anh mình, anh, nếu anh thật sự muốn tốt cho em thì đừng dùng thái độ bên vực kẻ yếu cho em trước mặt anh Vũ Hào được không? Tất cả những việc em làm đều do em tự nguyện anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc hạ Vũ Hào có gì tốt mà em khăng khăng muốn cưới anh ta? Giang Minh Thắng liên tục nốc cạn hai ly rượu đỏ. Ngồi xuống ghế nhìn cô ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng anh ta không hề có em, thông minh như em còn không nhận ra hay sao? Giang Hân Yên mỉm cười, chua xót hỏi ngược lại, vậy anh thì sao? Tại sao anh biết trong lòng hướng Thu Vân không có anh mà vẫn muốn được ăn cả ngã về không? Mong rằng sau này em sẽ không hối hận. Ánh mắt Giang Minh thắng trở nên ảm đạm, yên lặng một lúc rồi phức tạp nói, không đâu. Giang Hân Yên cụp mắt, hàng lông mi run rẩy, vả lại hối hận thì được tích sự gì? Cô ta ngước mắt nhìn anh trai, cười nhạt nói, em cũng như anh thôi dù trong lòng anh hối hận tự trách nhưng chẳng phải đến giờ anh vẫn không quên được hướng thu vân sao giang minh thắng cứng người đáy mắt tràn đầy áy náy và khiếp sợ anh ta muốn nói gì đó nhưng giang hân yên đã dành nói trước lần này bác gái vì hướng thu vân mà ra tay lớn đấy ngay cả bí thư tỉnh ủy mới mà bình thường anh muốn gặp nhưng không gặp được cũng đến rồi đi thôi hạ vũ hào luôn cảm thấy người nhà họ giang khó chơi như thủy tảo vậy chỉ cần quấn lên chân thì còn lâu mới thoát được. Nhưng tối nay bọn họ khiến người ta quá chán ghét rồi, anh vừa thoát khỏi ba người kia thì Ba Giang lại tìm đến. "Tôi nghe quản lý khách sạn nói cậu vừa bảo bọn họ đi tìm hướng Thu Vân đúng không?" Giọng Ba Giang rất ổn hòa. Hạ Vũ Hào khế vàng một tiếng, nói giỡn, "Tôi còn thắc mắc sao lúc nào Hân Yên cũng biết tôi đang ở đâu làm gì cơ đấy." Thì ra là khả năng tinh thông di truyền, tôi không giỏi như vậy đâu chỉ tình cờ nghe thấy mà thôi, ba giang xua tay, uống một ngụm sâm pan, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ đến nói với cậu một câu. Tôi có vài người quen bên công an giao thông đấy, có cần tối bảo bọn họ điều tra đám người hướng thu vân đi đầu giúp cậu không? Hạ Vũ Hào, cảm ơn chú Giang, nhưng nếu tôi muốn biết hướng Thu Vân đang ở đâu thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi. Không cần phiền phức như vậy. Cậu nói như vậy thì đúng là tôi nhiều chuyện rồi khóe môi ba gian cong lên nhưng đôi mắt không hề có ý cười. Hạ Vũ Hào uống rượu vang đỏ không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Khó thấy cậu để ý đến một ai khác như vậy, ba gian thở dài một hơi, có ý nói, mẹ cậu lục đục với dì lâm cậu, nghiêng về phía hướng thu vân thì thôi đi, mà đến cậu cũng như vậy. Đúng là không có phúc. Hai nhà họ hạ và Giang muốn có quan hệ thống gia. Hướng Thu Vân coi như là kẻ thù của nhà họ Giang, nhưng người của nhà họ hạ lại liên tiếp ra mặt thay hướng thu vân tối thiểu nhất là nhìn từ góc độ người ngoài nhà họ hạ thật sự là không có phúc người ngoài không rõ vụ tai nạn giao thông vào hai năm trước nhưng chú không cần phải giả vờ mơ hồ trong khi biết rõ như vậy cái người bị tính kế và chịu thiệt là tôi chứ không phải là nhà họ giang các chủ cũng không cần suốt ngày lấy thân phận người bị hại ra để nhận sự đồng tình trước mặt tôi hạ vũ hào khẽ nhíu mày nâng ly rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ tức giận hiếm thấy. Ba Giang nhíu mày, vẻ mặt hoang mang và xen lẫn sự tức giận, giả vờ mơ hồ trong khi biết rõ là cái gì chứ. Cậu nói vụ tai nạn giao thông vào hai năm trước là nhà họ Giang chúng tôi tự biên tự diễn sao? Âm cuối hơi cao lên. Là đúng hay là sai, trong lòng chú Giang biết rõ nhất. Hai năm qua nhà họ Giang đều lấy chuyện này ra để nói, bảo hạ vũ hào đính hôn với giang hân yên anh đã không còn sự kiên nhẫn nữa rồi ba giang nhìn thẳng vào anh khẽ gầm lên vũ hào cậu đừng quên năm đó cảnh sát đã đưa ra bằng chứng vô cùng xác thực à hạ vũ hào cười lạnh một tiếng nếu như chú cứ tiếp tục giả bộ ngu ngơ trong khi biết rõ rồi vậy khi nói chuyện này với tôi thì thứ lỗi cho tôi không định tiếp nói xong anh đặt ly rượu xuống bàn quay đầu rời đi Ba Giang đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt thay đổi nhưng cuối cùng vẫn bước nhanh mấy bước. Ông ta chặn anh lại rồi nói, được rồi, cậu không thích nói chuyện này thì chúng tôi sẽ không nói chuyện này nữa. Hạ Vũ Hào nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt đã khôi phục như bình thường nhưng vẫn không nói gì. Tôi già rồi, sức khỏe không bằng thanh niên các cậu. Ngồi xuống nói chuyện đi. Ba Giang đi vòng qua Hạ Vũ Hào, ngồi ở chỗ trống sau lưng anh hạ vũ hào ngồi xuống cách ông ta một chỗ chú có chuyện gì thì nói đi chú cứ nói thẳng tôi không có nhiều thời gian vũ hào hai năm qua cậu không đồng ý đính hôn với giang hân yên có phải trong lòng cậu đã nhớ nhung đến người khác rồi không ba giang nói nhiệt độ trong sảnh hơi cao hạ vũ hào cởi áo vét bên ngoài vắt lên trên chỗ dựa của ghế tôi chỉ không muốn ở bên cạnh một người phụ nữ tính toán đến từng sợi tóc mà thôi Ví dụ vụ tai nạn giao thông vào hai năm trước là hàng yên tự biên tự diễn, con bé có thể làm hại đến lợi ích của cậu và cả nhà họ hạ sao? Ba Giang nói, không có đúng không? Cậu cần gì phải tự chui vào ngõ cục trong chuyện này? Hạ Vũ Hào hừ lạnh một tiếng, cái cách chú Giang gỡ tội cho con gái của mình đặc biệt thật đó. Không phải là gỡ tội, chỉ là muốn cậu bớt đi lệch đường mà thôi. Ba Giang khẽ chọc hai ngón tay vào nhau, Nói với giọng điệu của một người từng trải, từ nhỏ đến lớn cậu luôn thuận buồm xuôi gió, có thể lần này bị hân yên tính kế một chút nên trong lòng không vượt qua được cản trở này, cho nên mới. Hạ Vũ Hào cắt ngang lời nói của ông ta, giọng nói lạnh lẽo, chú Giang thừa nhận cô ta đang tính toán với tôi sao. Ba Giang dừng lại một chút, không trả lời câu nói này của anh mà nói tiếp, Vũ Hào, không cần vì sự kiêu ngạo của tuổi trẻ mà phá hủy tương lai của mình. Lòng dạ của Hân Yên tuy mang chút toan tính, nhưng con bé chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu hoặc là nhà họ Hạ cả, như vậy là được rồi. Tôi cũng không cảm thấy tương lai của tôi cần một người phụ nữ mang đến cho. Hạ Vũ Hào nhìn chằm chằm vào ông ta, nói có ý, tôi không giống như chủ Giang. Dường như Ba Giang không nghe ra ý trong câu nói của anh, cậu là người có năng lực nhất trong số con cháu của nhà họ Hạ, nhưng cũng không được ông cụ chào đón. Cổ phần cậu có được trong công ty không thể nào sánh được với những đứa trẻ nhà chủ cậu, đúng không? Thế thì sao? Hạ Vũ Hào vắt chéo hai chân, đặt một tay lên ghế dựa, chiếc áo sơ mi hơi mở ra để lộ xương quai xanh đẹp và cơ ngực trắng chắc của anh. Ba Giang, ông cụ rất thích Hân Yên. Nếu như cậu cưới Hân Yên thì con bé có thể nói vài lời về cậu trước mặt ông cụ. Hơn nữa nếu như cậu hành động nhanh cho dù kết hôn với Hân Yên và sinh một đứa cháu trai cho ông cụ, ông cụ chắc chắn sẽ để cho đứa trẻ rất nhiều cổ phần. Sau khi nghe ông ta thao thao bất tuyệt, Hạ Vũ Hào tổng kết ngay một câu, "Chú đến để dục tôi đính hôn với Hân Yên." "Đúng vậy." Ba Giang dừng lại một chút rồi gật đầu mười một thừa nhận. Hạ Vũ Hào khẽ cười, đứng lên rồi cầm lấy áo khoác bộ vét, "Tôi vẫn nói câu nói này, nếu như bọn chú vội thì có thể tìm người khác kết hôn với cô ta." Anh mặc áo khoác tét, không cho ba giang cơ hội nói chuyện mà quay người rời đi ngay. Nụ cười trên gương mặt ba giang biến mất, ông ta cầm ly rượu vang uống rồi đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi, đồ nhóc con không biết tốt xấu. Tám giờ tối, bữa tiệc sinh nhật mới bắt đầu được hai tiếng, sự rời đi của người sang tuổi mới không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng tốt của các vị khách. Sau khi Hạ Vũ Hào rời khỏi ba giang thì chạm mặt Trung Thánh Hiên mặc bộ vét màu trắng còn cả nhậm gia hân đang bám lấy anh ta giống như con gấu túi. Cô nhóc này cứ cuốn lấy tôi để đi tìm cô hưởng, nhưng tôi và cô ta đã tìm hai vòng rồi vẫn không thấy cô hướng đầu. Hỏi người bên cạnh cũng nói không biết, vì vậy chỉ có thể đi tìm cậu. Hạ Vũ Hào nhíu mày, phun ra hai chữ ngắn gọn, đi rồi. Đi rồi. Chẳng phải cô ấy là người đón tuổi mới sao? Bây giờ đi đâu được? Nhậm gia hân buông thầy nhà mình ra, lúc này quên cả sợ mà trợn to mắt nói không ngừng hạ vũ hào nhướng mày biết nhìn cô ta sống lưng đang thẳng tưng của nhậm Gia hân bỗng nhiên cờ hờ xuống lập tức trục cổ lại về phía sau lưng chung thánh hiên tôi không biết hạ vũ hào nhíu mày ngồi xuống bên cạnh cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng nhai một cách thong thả nhậm Gia hân lập tức yểu xìu. sau đó lén liếc nhìn hạ vũ hào sau đó cô ta bỗng nhiên ôm lấy bụng, kêu khá á, hai tiếng, thầy ơi, bà dì của tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Trung Khánh Hiền, không dám nhìn thẳng. Thầy ơi, quà quà, anh đưa quà cho hướng thu vân nhé. Nhậm gia hân chạy được nửa đường thì quay trở về, nhét quà vào trong tay anh ta rồi sau đó kêu gối á, ôm lấy bụng, chạy đi trong ánh nhìn của đám người nín cười. Cô gái này là như vậy đó, để cậu chê cười rồi. Trung Khánh Hiên đầu gọng kính vàng, sau đó nhìn Hạ Vũ Hào, tâm trạng không tốt à. Hạ Vũ Hào cầm khăn lau khóe miệng, cậu bị đám người huênh hoang khoác lác bám lấy cũng sẽ như vậy thôi, đám người khoe khoang khoác lác cũng phân biệt người. Cô nhóc nhà tôi bám lấy tôi, tôi vẫn thấy rất vui. Trung Khánh Hiên chơi với hộp quà, cười vô cùng tươi rói, trước kia hướng thu vân bám lấy cậu, cậu không vui sao. Nghe thấy vậy, Hạ Vũ Hào cắn môi dưới, đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng, tôi chưa từng nói cô ta bám lấy tôi, tôi cảm thấy rất vui. Trung Khánh Hiên hừ một tiếng, quay lại chủ đề trước, đám người rắc rối muốn ném đi cũng không được như nhà họ Giang đó đúng là rất bực mình. Anh ta đến trước mặt Hạ Vũ Hào, chớp chớp mắt nói, Vũ Hào, bọn họ lại dục cậu đến hôn sao? Đừng làm phiền tôi, cảm ơn. Hạ Vũ Hào từ một tiếng. Đẩy Trung Khánh Hiện đang kề sát mặt hắn. 11 Trung Khánh Hiên gỡ gọng kính vàng bị anh đẩy 11 lệch xuống, tò mò nói, đầu tiên là bà Giang, anh em nhà họ Giang rồi sau đó đến tổng giám đốc Giang, bốn người nhà họ họ đến tìm cậu đều để dục đính hôn sao. Hạ Vũ Hào nhíu mày, không thể che giấu được sự chán ghét đối với bốn người bọn họ trước mặt anh ta, nếu không thì sao? Tôi tưởng ngoại trừ dục kết hôn thì bọn họ có thể nói về những thứ khác. Trung Khánh Hiên nói, ví dụ như phân rõ khoảng cách với hướng thu vân, Ví dụ như thái độ của mẹ cậu đối với hướng Thu Vân thế nào? Hạ Vũ Hào sống 24 năm, mặc dù ông cụ hạ không chào đón anh nhưng cũng chưa bao giờ nhẫn nhịn như thế. Bị người ta tính toán nhưng lại không thể nào chỉnh lại đối phương trong ngay lập tức, thậm chí còn bị đối phương ép làm những chuyện trái với ý mình. Anh bưng ly rượu lên, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng khiến lửa nóng trong lòng anh kìm hãm đôi chút, bọn họ đã nói những điều mà cậu đoán rồi vừa ép kết hôn vừa quản nhiều như vậy, người nhà họ gian càng ngày càng hung hăng phách lối ở chỗ cậu rồi. Trung Thánh Hiên cầm bánh ngọc lên, bức xúc nói. Hạ Vũ Hào, hừ, một tiếng. Không nói gì cả. Vũ Hào. Trung Thánh Hiên bỏ nốt miếng bánh còn thừa lại vào trong miệng, hơi do dự một chút rồi hỏi, cậu cưới Giang Hân Yên, bên phía bác gái. Anh ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, không cảm thấy khó chịu sao chuyện giữa ba người là ba hạ mẹ giang và triệu phương loan rất phức tạp ngoại trừ một vài tiểu bối ra thì dường như tất cả những người trong ngành đều biết ba hạ không hổ là chàng công tử phong lưu thay phụ nữ bên cạnh mình như thay áo nhưng đối với ông ta mẹ giang bà một ngoại lệ từ nhỏ hai người họ là thanh mai trúc mã năm đó ba hạ có ý muốn cưới mẹ giang nhưng cuối cùng người ta lại ngại ông ta có quá nhiều phụ nữ mập mờ nên quay đầu cưới ba giang người theo đuổi bà ta mãnh liệt nhất vào lúc đó nếu như chuyện kết thúc ở đây cũng không sao hồi còn trẻ ai mà chẳng từng theo đuổi một người nhưng trong cơn tức giận ba hạ cưới triệu phương loan người môn đăng hộ đối theo như ý của ông cụ hạ cũng vào lúc đó mẹ giang quen thói kiêu căng từ bé sau khi đến nhà họ giang ba giang đã hết lòng hết dạ đối xử tốt với bà ta nhưng chỉ cần nói câu nào không vừa ý là bà ta sẽ quay đầu tìm ba hạ kể khổ thậm chí vào cái đêm ba hạ kết hôn với triệu phương loan ba hạ được mẹ giang gọi đến nên đi cả đêm không về từ khi kết hôn đến nay không ít chuyện như vậy xuất hiện hoặc chuyện ngày càng quá đáng hơn nữa bởi vì chuyện này nên khi triệu phương loan gả vào đã rất nhiều lần cãi nhau ầm ĩ với ba hạ nhiều lần bọn họ ồn ào đến bước muốn ly hôn nhưng hai nhà họ hạ và triệu đều không đồng ý mà bên phía ba giang bởi vì mối quan hệ với mẹ Giang nên nhà họ Giang có được rất nhiều lợi ích từ tập đoàn Hạ Thiên. Vì thế ông ta đành nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần con cái là của ông ta là được. Ngón tay thon dài của Hạ Vũ Hào khẽ gõ lên bàn. Siết thành nắm quyền. Anh ngẩng đầu nhìn anh ta rồi hỏi ngược lại, chú Trung Bảo những đứa con bên ngoài đều làm chủ tịch trong tập đoàn của gia tộc, còn cậu đường đường là cậu cả của nhà họ Trung mà lại bị ép ra nước ngoài, cậu không thấy bực sao? im lặng. Một lúc lâu sau, Trung Thánh Hiên đeo kính lên, khẽ mỉm cười rồi cúi đầu xuống nói, "Là tôi hỏi hơi quá rồi, coi như tôi chưa từng nói những lời vừa nãy. Lời tôi nói cũng đã quá rồi, xin lỗi cậu." Hạ Vũ Hào nhíu mày, đôi mắt u ám, "Gã đến nhà họ Hạ thì sẽ có một vài chuyện không thể tùy theo mẹ tôi được. Giống như cậu và tôi sinh ra trong nhà họ Chung và họ Hạ đó. Có một số chuyện cũng không thể tùy theo chúng ta được." Lời nói phía sau coi như là câu trả lời cho câu hỏi trước đó Trung Khánh Hiền nhắc đến. Được rồi, không nói những chuyện bực mình này nữa. Nào, cụng ly. Trung Khánh Hiền đi lên phía trước dơ ly rượu lên, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười hiền hòa. Hạ vũ hào cạn ly một cái và nâng ly rượu lên, uống sạch rượu trong ly mới đặt xuống, đôi mắt tối tăm ảm đạm của anh xuyên qua đám đông rơi vào trên người của cặp vợ chồng nhà họ hướng. Trung Khánh Hiền nhìn theo ánh mắt của anh, A à, lên một tiếng rồi nói, trước khi các anh em nhà họ Giang đến tìm gặp cậu. Họ đã nói với chủ hướng và dì chuyện hướng Thu Vân bắt nạt họ thế nào đấy, vừa đúng lúc bị tối với con bé gặp phải. Cậu đoán xem sẽ thế nào? Tất cả mọi cái sai đều là do hướng Thu Vân, còn chịu oan ức đều là hàng yên chịu, tất cả công lý đều thuộc về Giang Minh Thắng. Lông mày hạ vũ hào hàng lên vẻ dẻo co. Tóm tắt thật chuẩn xác mà trung khánh hiên vỗ tay thở dài vợ chồng nhà họ hướng thật là thú vị mà còn cái cậu thiếu gia họ gian anh ta cười đầy hàm ý không biết là ngớ ngẩn thật hay giả vờ ngớ ngẩn nữa lần này hạ vũ hào không nói gì thêm gian minh thắng cũng không ngốc chỉ là quá tin tưởng em gái của mình mà thôi trung khánh hiên đẩy đẩy cánh tay anh Cậu nhìn xem hướng thu vân kia cha không thương mẹ không yêu chả dễ dàng gì mới có một người anh thương mình thì lại là đồ vô dụng. Cô ấy đã đáng thương thế rồi, cậu một vừa hai phải thôi là được rồi. Không phải việc của cậu. Ánh mắt hạ vũ hào trở nên ảm đạm, tần suất dùng ngón tay gõ bàn cũng nhanh hơn một chút. Trung Khánh Hiên gạt cái bàn tay đang không ngừng gõ bàn kia, ho nhẹ một tiếng, cô gái nhỏ theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, cũng không có thù hận sâu sắc gì với cậu, vậy mà sao cậu lại cậu thật sự càng ngày càng lo lắng nhiều chuyện đấy hạ vũ hào không nghe anh ta nói hết mà đứng dậy cài lại cúc áo khoác vét vẻ mặt nghiêm nghị trung thánh hiên vội vàng đứng lên được 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 cậu không bỏ qua được thì không bỏ qua đi sau này tôi sẽ không nói nữa là được chứ gì nếu không phải cô nhóc phi nhung nhà tôi bảo tôi nói hộ ai mà lại bằng lòng cùng cậu tham gia vào mấy cái chuyện phiền lòng của hướng thu vân chứ anh ta nhét món quà vào trong vòng tay của Hạ Vũ Hào, này, nhớ đưa tận tay cho hướng Thu Vân nhé, nếu không cô nhóc nhà tôi lại cãi nhau với tôi nữa đấy. Tôi đi trước đây. Sau đó, anh ta phủi mông lượng đi ngay lập tức. Hạ Vũ Hào liếc nhìn hộp quà trong tay, thuận tay ném lên bàn rồi đi về phía trước, nhưng vừa đi được vài bước, anh lại quay người lại, cầm theo món quà rồi mới rời đi. Hướng Thu Vân ở lại nhà thím thẩm hơn một giờ, rồi sau đó nghe những lời dặn dò giống như có thời gian sang chỗ thím ăn mì nhé nếu có cơ hội thím sẽ giới thiệu cháu trai thím cho cháu một hồi rồi mới lên xe rời đi thu vân ba mẹ họ còn chưa về nhà em thật sự không đi thăm hai đứa bé sao lâm quỳnh chi cảm thấy bây giờ hướng thu vân quá phiền muộn trong mắt cũng không có tí ánh sáng nào có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô gặp hai đứa trẻ hướng thu vân cuối thấp đầu đèn đường chiếu rọi khiến cho những kiến trúc bên đường như lướt qua khuôn mặt cô cô im lặng một lúc rồi lắc đầu trước vẻ mong đợi của lâm quỳnh chi không gặp thì không gặp hướng quân hoàn toàn không hiểu ý tứ sâu xa của vợ vẻ mặt chán ghét nhưng trong mắt không giấu được sự cưng chiều hai chị em kia có thể giày vào người ta đến mệt chết đấy cũng không phải là con anh nếu không thì anh đã đánh chúng rồi từ sớm rồi lâm quỳnh chi lườm anh ta hướng quân cảm thấy oan ức tối nay thu vân trang điểm đẹp thế lỡ ôm hai chị em nó bị bọn chúng tè lên người thì sao cũng không phải chỉ hôm nay mới có thể gặp mà thu vân hôm nay em mệt rồi phải không lâm quỳnh chi phất lờ chồng nói nhỏ với hướng thu vân hay là mình đổi ngày khi ba mẹ đi vắng thì đến thăm chị em tụi nhỏ nha hướng thu vẫn cố gắng mở miệng từ chối uyển chuyển bình thường công việc của em rất bận có cơ hội rồi nói sau nhé Cô cũng đã nói như thế rồi, Lâm Quỳnh Chi cũng chỉ đành nói được thôi. Chiếc xe nhanh chóng đậu ở phía trước lúc mộng. Hương. Hướng Thu Vân bắt lấy tay nắm cửa xe, khi Định lái xe, Hướng Quân kêu lấy cô, "Thu Vân, em đợi một chút." Anh ta lại nhìn sang Lâm Quỳnh Chi, chỉ vào căn siêu thị nhỏ ở bên cạnh lúc, "Có chút khác. Em đi mua chai nước cho anh nha." Trong xe có nước anh ta rõ ràng muốn kêu lâm quỳnh chi ra chỗ khác để nói riêng với hướng thu vân lâm quỳnh chi cũng đoán ra được điều này sắc mặt của cô ấy thay đổi không ngừng hồi lâu không nhúc nhích em quen thuộc với ông chủ của cửa tiệm đó để em đi cho hướng thu vân cũng có thể hiểu được suy nghĩ của lâm quỳnh chi chị dâu một lòng một dạ đối xử với anh trai của cô kết quả anh trai lại muốn tránh mặt chị dâu để thì thầm nói chuyện với cô có chút coi chị dâu là người ngoài nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu hôm nay em đã bận cả ngày cũng mệt rồi lâm quỳnh chi kéo lấy cô trừng mắt nhìn hướng quân một cái sau đó nói chị đi cho nói xong mở cửa bước xuống xe nhưng không có đi siêu thị mua nước mà đứng ở nơi cách chiếc xe không xa hướng thu vân nhìn bóng lưng của cô ấy thở dài anh có chuyện gì mà anh không thể nói trước mặt chị dâu vậy cho dù là kiếm cớ, anh cũng phải kiếm một cái cớ đừng rõ ràng như thế, anh làm như vậy, không phải sẽ khiến cho chị dâu thấy khó chịu sao. Im lặng. Hướng quân buồn bực rút một điều thuốc ra, kẹp lên miệng, châm lửa, sau đó nhìn hướng thu vân qua kính chiếu hậu, lại dập tắt điều thuốc đi. Hạ kính xe xuống rồi vứt ra ngoài. Đã đến tháng 10 rồi, thời tiết vào buổi sáng vẫn ổn, nhưng buổi tối thì có chút lạnh, nhất là với lâm quỳnh chi đang mặc trang phục dạ hội hướng thu vân nhìn cái mũi sắp lạnh đỏ lên của lâm quỳnh chi bên ngoài quá lạnh rồi kêu chị dâu vào đây đi cô hạ kính xe xuống định kêu lấy người nhưng vẫn chưa kịp kêu thì cửa kính xe lại được nâng lên chuyện lớn thì anh không thể giúp được nhưng giúp em chuyện vặt thì vẫn còn được đấy hướng quân vẻ mặt như ăn phải ruồi anh ta nghiến răng nói vài ngày sau anh sẽ hẹn tên khốn hạ vũ hào ra ngoài khi gần đến giờ thì anh sẽ gọi cho em. Từng. Hồi lâu sau, hướng Thu Vân đáp lời, sau đó hạ cửa kính xe xuống, gọi Lâm Quỳnh Chi. Lâm Quỳnh Chi ôm cánh tay đi đến trước xe, phớt lờ đi cánh cửa chỗ ghế lại do hướng quân mở cho cô ấy, ngồi ở phía sau. Không nói năng, cũng không quát mắng, nhưng sắc mặt rất khó coi. Chị dâu, anh vừa nãy nói với em về chi tiết quyến rũ hạ vũ hào. Hướng Thu Vân muốn cười, nhưng đôi môi làm thế nào cũng không hợp tác, anh sợ em quá lúng túng nên mới kêu chị ra ngoài. Chị đừng giận anh ấy, có trách thì trách em đi. Cô không học được thứ gì tốt từ ba mẹ, nhưng lại học rất giỏi về khoản ưa sĩ diện của ba. Đôi khi đã nói năng khoác lác thì có nghiến răng cũng phải làm được điều đó. Nhưng sau khi lãng phí thời gian 2 năm ở trong tù thì lại đến lúc Mộng Hương, cô đến Tôn Nghiêm cũng không còn thì sĩ diện từ đâu ra chứ? Lâm Quỳnh Chi nhìn cô, từ vẻ mặt không cảm xúc đến kinh ngạc, sau đó đến đau lòng, ấy nấy và buồn bã, chẳng qua là vài giây ngắn ngủi mà thôi. Cô ấy muốn nói điều gì đó an ủi hướng Thu Vân, nhưng nhận ra nói gì cũng không phù hợp. Đã muộn rồi, anh với chị dâu về sớm đi, chú ý an toàn khi trên đường hướng Thu Vân mở cửa bước xuống xe, đứng ở một bên nhìn họ. Hướng quân sợ cô sẽ cảm thấy khó xử và xấu hổ. Cũng không nói nhảm, trực tiếp khởi động xe rẽ vào dòng xe và rời đi cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt hướng thu vân mới miếng môi quay người đi về ký túc xá túc di động rung lên có lẽ sợ cô không tiện nghe điện thoại triệu phương loan đã gửi một tin nhắn uy chát thu vân bác đã nhờ người đem món quà sinh nhật của cháu đến nhà họ hạ rồi khi nào cháu qua lấy để bác cho người đến đón cháu gió hơi lạnh hướng thu vân rụt cổ lại trả lời bà ấy. Những món quà đó quá đắt tiền rồi, cháu giữ lại cùng lắm cũng chỉ có thể làm đồ trang trí, không có tác dụng gì cả. Nếu bác có thời gian, có thể làm phiền bác xử lý những món quà sinh nhật đấy giúp cháu không, sau đó đem tiền quyên góp cho những người tàn tật có điều kiện sống tương đối khó khăn. phía bên kia lập tức trả lời lại nói được. Hướng Thu Vân cấp di động đi, khẽ xoa cánh tay lạnh rồi trở về ký túc xá. Về rồi à? Chu Hồng đang tẩy trang, thấy cô bước vào liền mỉm cười với cô, trong mắt ẩn chứa một chút ấy nấy và lấy lòng. Hướng Thu Vân gật đầu, ngồi trên giường cởi giày cao gót ra, xoa nhẹ gót chân có chút đau. Dưới ánh đèn, những viên đá nhỏ trên váy dạ hội, dây chuyền và cả giày cao gót của cô rực rỡ phát quang. Ống ánh sáng chói. Chu Hồng thấy ngưỡng mộ, muốn bước tới để xem, nhưng thấy sắc mặt của cô không mấy tốt nên không được đến gần chim ngưỡng, chỉ là ánh mắt lấp lánh thỉnh thoảng sẽ rơi vào dây chuyền, váy dạ hội và đôi giày của hướng thu vân, tại sao đột nhiên tâm trạng của tôi không tốt. Lâm Tuyết Nghi ngồi trên giường gọi điện, nhưng ánh mặt lại dán chặt vào hướng thu vân, con khốn mà tôi chán ghét ghê tẩm nhất đã trở về, mẹ kiếp, tâm trạng của tôi có thể tốt sao? Con khốn rõ ràng là đang nói hướng thu vân. Chu Hồng tẩy trang xong, đắp mặt nạ, giả vờ tự nhiên liếc nhìn hướng thu vân một cái nhưng thấy đối phương vẫn đang xoa bóp gót chân sắc mặt cũng không có nhiều thay đổi thấy hướng thu vân giống như một người không sao lâm tuyết nghi giống như đấm một phát vào bông gòn vậy tức đến muốn chết càng nói càng khó nghe nghe nói trước đó con điểm thổi này đã nằm viện tại sao không chết quách trong bệnh viện chứ sống chung một phòng với tên giết người đúng là điều xui xẻo của maler gobi mặc chiếc váy dạ hội trở về Quần áo dây chuyền và trên đôi giày cũng có gắn những viên đá giả bằng nhựa, đúng là mẹ nó nực cười mà. Ơ, ờ, cái người này lúc này còn dám trừng mắt nhìn tôi. Nếu dám thì mẹ kiếp móc mắt của cô ta ra. Tôi. Hướng Thu Vân đi chân trần bước đến trước mặt Lâm. Tuyết Nghi, cướp di động của cô ta rồi trực tiếp cướp máy. Đệt mẹ mày, tạo phản hả mày. Lâm Tuyết Nghi đứng trên mặt đất, một tay chống nạnh một tay chọc vào người hướng thu vân, ai cho mày cúp máy của tao? Trả di động cho tao. Hướng thu vân cao mày, tóm lấy cái tay của cô ta, lạnh lùng nói, xin lỗi đi rồi trả lại di động cho mày, mày bảo tao xin lỗi mày sao? Lâm tuyết nghi vùng vẫy khỏi sự trói buộc của cô, chỉ vào đầu nói và nói, con khốn, mày té hỏng đầu rồi à? Gần như cùng lúc với việc dứt lời. Hướng Thu Vân ném di động xuống đất ngay trước mặt cô ta, màn hình điện thoại lập tức vỡ ra từng kẻ hở như thể phủ lên một lớp mạng nhện dày đặc lâm tuyết nghi nhìn di động đầu tiên là trố mắt đứng nhìn sau đó về về phía hướng thu vân như phát điên lên vậy cái đồ khốn nạn nhà mày mẹ kiếp tạo chát khi vẫn chưa nói hết câu hướng thu vân mặt mày hững hờ tát một bạt tay vào mặt của cô ta túm lấy mái tóc của cô ta rồi nhỏ giọng nói tao từ lâu đã nói với mày miệng lưỡi sạch sẽ một chút mày coi như lời nói gió bay đúng không con khốn nhà mày buông tay ra cho tao da đầu của lâm tuyết nghi sắp bị kéo đứt rồi đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng mặc cho cô ta có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được sự giam giữ của hướng thu vân hướng thu vân nghiêm mặt cho mày thêm một cơ hội xin lỗi đi chu hồng đã từng thấy hướng thu vân xử lý lâm tuyết nghi hai lần trước vẫn cảm thấy khá hả dạ nhưng tình trạng hôm nay của hướng Thu Vân rõ ràng không ổn lắm, cô ấy sợ hướng Thu Vân ra tay quá tàn nhấn sẽ gây ra đơn kiện về mạng người, vội bước lên khuyên, Lâm Tuyết Nghi, chuyện của ngày hôm nay vốn do cô làm không đúng, cô mau xin lỗi hướng Thu Vân đi, chuyện này coi như xong. Tao làm có đúng hay không, cũng không đến lượt con khốn như mày nói lâm tuyết nghi đau đến mặt mày nhăn nhó vẫn cứng cổ mắng chửi hướng thu vân cái con khốn điểm thối ngàn người lên như mày có tài cán thì giết chết tạo đi sức lực trên tay của hướng thu vân mạnh lên quay đầu nói với chu hồng cây kéo của cô đâu mượn tôi dùng một lát hướng thu vân cô bình tĩnh lại ngay khi nghe thấy cái từ dao kéo đó thì chu hồng cũng đổ mồ hôi hoàn toàn không dám trả lời sợ ký túc xá của họ tối nay sẽ xảy ra án mạng khi cô nói chuyện, Lâm Tuyết Nghi vẫn gào thét ở bên cạnh, không thể giết chết tạo. Hướng Thu Vân, mày chính là con điểm giống chó nuôi, cái con khốn cho chó lên. Miệng đã ăn phân rồi sao? Hướng Thu Vân lấy chiếc khăn trói tay của Lâm Tuyết Nghi ra đằng sau. Cô để mặt Lâm Tuyết Nghi chửi bởi các kiểu trên mặt đất, trong ánh mắt phức tạp gồm kinh hãi, hoảng sợ, không hiểu và cả lo lắng của Chu Hồng, đi tới bên giường của Lâm Tuyết Nghi, lấy một chiếc giày nhét vào trong miệng của Lâm Tuyết Nghi. Trong ký túc xá thoảng chốc yên tĩnh đi rất nhiều, nhưng vẫn có tiếng ư ư phát ra từ trong miệng của Lâm Tuyết Nghi. Hướng Thu Vân đi vòng đến trước bàn của mình, mở ngăn kéo và lấy cây kéo ra. Ngồi sổng trước mặt Lâm Tuyết Nghi. Tiếng ư ư phát ra từ trong miệng của cô ta đã dừng lại, sự thù hận căm phẫn ở trong mắt đã biến thành sợ hãi. Hướng Thu Vân. Chu Hồng tay chân bủng rủng đi đến trước mặt Hướng Thu Vân, Trung rẩy cướp lấy cây kéo trong tay cô vì vì loại người này này như lâm tuyết nghi mà phạm tội giết người không đáng hướng thu vân liếc cô ấy một cái buông tay không tôi không không buông chu hồng sợ muốn chết nhưng vẫn liều lĩnh lắc đầu cô suy nghĩ thông thông suốt chút trong nhà cô không nhận cô anh trai của cô anh trai và chị dâu vẫn vẫn yêu hướng thu vân cao mày ngắt lời của cô ấy tôi không giết người Chu Hồng vốn muốn hỏi thật sao, nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn không giống muốn giết người của cô, liền buông cây kéo ra, tay chân mềm nhũng ngồi xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó, hướng thu vân trong ánh mắt đầu tiên là sợ hãi, tiếp đó là khó bề tưởng tượng, cuối cùng là xấu hổ muốn cười của Chu Hồng, cắt đi mái tóc dài được Lâm Tuyết Nghi chăm sóc cẩn thận, trở thành đầu đinh ở đây trụi ở kia trụi với chiều dài không đến 20 mm. Ngày 28 tháng 9 khiến cho hướng thu vẫn nghĩ đến quá nhiều chuyện không vui. Cộng với những lời nói đó của thím lưu, trong lòng cô thấy rất khó chịu, nhưng khi cắt tóc cho lâm tuyết nghi, tâm trạng của cô đã bình tĩnh trở lại. Có thuốc và bật lửa không? Hướng thu vân ngẩng đầu lên hỏi chu Hồng. chu Hồng nói có, cũng không hỏi cô muốn làm gì, ông bụng nhìn cười đưa đồ vào trong tay cô. Hướng thu vân châm điếu thuốc, trong trường hợp không làm tổn thương đến da đầu của Lâm Tuyết Nghi, cô đã đốt 6 chấm ở giữa đỉnh đầu của cô ta. Cô, cô quá có tài rồi. Chu Hồng thực sự không thể nhịn được, cười ngã nghiêng. Hướng Thu Vân chụp cho Lâm Tuyết Nghi vài tấm hình từ cổ trở lên. Sau đó mới thả cô ta đã gần như suy sụp ra, đừng có chọc tao nữa, nếu không tạo sẽ đăng những tấm hình đó của mày vào group làm việc. Cô thực sự thấy rất phiền sự nói phong long một ngày hai lần của Lâm Tuyết Nghi. Lâm Tuyết Nghi bỏ chính giày trong miệng ra, phụ tê phục phục vài cái xuống đất, cũng không có thời gian chửi rủa hướng Thu Vân, vội vã chạy đến trước gương. Á! À, cô ta ôm lấy đầu hét lớn, đôi mắt đỏ rực nhìn mớ tóc ở dưới đất, gần như không thể thở nổi. Chu Hồng cười đến nước mắt sắp chảy ra, "Lâm Tuyết Nghi, cô khụ, dáng vẻ này của cô thật buồn cười." Hướng Thu Vân, "Tao sẽ giết chết mày!" Lâm Tuyết Nghi không biết đã nâng niu mái tóc dài này biết bao giờ đây lại thành ra như vậy, khiến cô ta khó chịu như thể cửa vào tim cô ta vậy. Hướng Thu Vân né sang một bên, tránh đi đòn tấn công của Lâm Tuyết Nghi, cô ta lại vô lên trước một lần nữa, cô dơ di động lên, mày có thể mua một bộ tóc giả đội lên, như vậy thì ngoài tạo với Chu Hồng ra, không ai sẽ thấy được dáng vẻ hiện giờ của mày. Cô dừng lại, giọng nói lớn hơn vừa nãy một chút, nhưng nếu mày vẫn không biết tốt xấu, thì tao sẽ đăng những tấm hình vừa chụp đó lên trên group làm việc. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nghi đã gần như phát điên lên dừng lại, chỉ là nhìn chằm chằm cực kỳ oán hận hướng Thu Vân, nóng lòng muốn giết chết cô. Cốc cốc. Tình cờ lúc này có người gõ cửa hai lần, không đợi bên trong trả lời, cánh cửa xoạch một tiếng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Bên ngoài ký túc xá, một một đám người vương cổ nhìn vào trong, cố gắng để nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì nhưng sau khi mộng hàm lả lướt bước vào đóng cửa lại chặn đi tầm nhìn của những người đó mộng hàm mang theo một hộp quà vốn muốn tìm hướng thu vân nhưng vô tình nhìn thấy kiểu tóc mới của lâm tuyết nghi đã phì cười một tiếng chị hàm chị phải làm chủ cho tôi lâm tuyết nghi như thể tìm thấy người giúp đỡ ngay lập tức tố cáo với mộng hàm bằng tốc độ nói cực nhanh hướng thu vân vừa nãy đã trói tôi lại Lấy giày nhét vào miệng tôi làm nhục tôi, còn cầm kéo muốn giết tôi. Lúc của chúng ta không thể giữ lại tên giết người này. Mộng Hàm che miệng cười, trong đôi mắt hoa đào ánh lên muôn vàng sắc thái, lại xen lẫn một tia mỉa mai nhàn nhạt, nếu Hướng Thu Vân muốn giết cô, trong tình trạng cô không thể nhúc nhích và kêu la, tại sao trên người cô lại không có một chút vết thương nào cả? Hướng Thu Vân đứng ở bên cạnh không lên tiếng. Nếu Mộng Hàm cũng tin vào những lời nói sàng bậy vô căn cứ của Lâm Tuyết Nghi, thì không thể nào làm được giám đốc của lúc này, cô không cần thiết phải giải thích, cô ta muốn làm nhục tôi trước, sau đó sẽ giết chết tôi. Lâm Tuyết Nghi mở miệng nói láo, cô ta chỉ vào mớ tóc trên đất rồi hét lớn, đây chính bằng chứng của đám ả chết tiệt hướng thu vân này làm nhục tôi, nếu chị đến trễ một chút là sẽ nhìn thấy cái xác của tôi. Mộng Hàm khẽ thở dài một tiếng, gạt cái tay của lâm tuyết nghi đang kéo lấy cánh tay cô ta ra giữa cặp chân mày và đôi mắt xinh đẹp không gì sánh bằng mờ mờ có chút mất kiên nhẫn nhưng lâm tuyết nghi lại là một người không biết nhìn sắc mặt còn con khốn chu hồng này không ngờ cô ta lại tiếp tay cho tên giết người hướng thu vân đó cô ta chính là tòng phạm chị hàm tôi phải báo cảnh sát để bọn họ vào tù báo đi mộng hàm khẽ nhướng mắt lên trong ánh mắt kinh ngạc của lâm tuyết nghi nói đùa rằng tại sao không gọi? Có cần tôi cho cô mượn di động không? Sắc mặt của Lâm Tuyết Nghi đỏ rồi chuyển sang tái xanh, sau đó trắng bệch lại thành đỏ, tuyệt vời như bản màu bị đổ vậy, cuối cùng cô ta giữ tận trừng mắt nhìn hướng Thu Vân một cái, tóm lấy cái mũ và đội lên. Sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài. Các cô gái nhỏ hiện nay đều rất nóng nảy, mộng hàm xoa đôi tại bị chấn động đến đau điếc. Chu Hồng Lít nhìn hướng Thu Vân, ghé sát đến trước mặt mộng hàm và nói chị hàm tính cách này của lâm tuyết nghi chị không sợ giữ cô ta lại ở chỗ mình sẽ gây rắc rối cho lúng sao cô muốn tôi sa thải cô ta sao mộng hàm thản nhiên hỏi chu hồng một câu sau đó nhét hộp quà vào trong tay của hướng thu vân có chút không thuận miệng nói đây là món quà sinh nhật của cô nhậm nhờ ngài chung nhờ tổng giám đốc hạ tặng cho cô hướng thu vân xử người cầm lấy hộp quà cô tưởng Nhậm Gia Hân sẽ không đến kiếm cô nữa. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, chị Hàm nghĩ nhiều rồi. Chu Hồng mỉm cười, lấy một túi đồ từ trên bàn, đây là đặc sản từ quê nhà gửi cho tôi, chị lấy về thử đi. Mộng Hàm cũng không khách sáo, cô ta nhận lấy đặc sản do Chu Hồng đưa đến, nói với Hướng Thu Vân một câu ngày mai nhớ đi làm đúng giờ rồi lả lướt rời đi. Hướng Thu Vân, cô nói chị Hàm rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chu Hồng đóng cửa ký túc xá lại, vô cùng không hiểu không sa thải loại người lâm tuyết nghi này giữ lại ăn tết sao hướng thu vân lắc đầu nói rằng không biết cầm dụng cụ vệ sinh nghiêm túc quét tóc ở dưới đất tôi cảm thấy đấy chị hàm sẽ không sa thải lâm tuyết nghi có lẽ vì sau lưng lâm tuyết nghi có chỗ dựa lớn gì đó chu hồng ngồi lên giường trầm ngâm suy nghĩ hướng thu vân trước khi ba mẹ cô không nhận lại cô cô đối xử với Lâm Tuyết Nghi vẫn nên cố gắng lịch sự một chút đi. Hướng Thu Vân đổ mở tóc này vào trong thùng rác, sau đó đổi túi rác mới, nhàn nhạt nói, lúc trước tôi cũng đối xử lịch sự với cô ta, cô ta chấp nhận sao? Chu Hồng nghiêm túc suy nghĩ, hình như chửi rủa còn dữ dội hơn từng. Hướng Thu Vân ra ngoài đổ rác. Sau khi trở về thì thấy Chu Hồng đứng ở giữa ký túc xá, tay cầm di động, hai mắt đã khóc sưng lên. Hướng Thu Vân miếng môi, bước tới đưa cho cô ấy vài tờ khăn giấy chu hồng nhận lấy tờ khăn giấy lau nước mũi hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói anh ấy chia tay với tôi rồi lau đi hướng thu vân sửng sốt đưa cho cô ấy cả hộp khăn giấy sau đó lẳng lặng mang thùng rác đến chu hồng rút ra vài tờ khăn giấy lau loạn xạ nơi khóe mắt sau khi lau xong tiện tay vứt xuống đất hướng thu vân liếc nhìn cái thùng rác ở gần bên lại nhìn khăn giấy vứt ở bên ngoài thùng rác khẽ miếng môi. Cô có biết anh ấy nói như thế nào không? Hướng thu vân kịp mũi. Nước mắt vừa mới lau xong lại đầm đìa trên mặt, chật vật, tức giận nhưng lại bất lực. Anh ấy nói anh ấy không thể chịu đựng nổi tôi ở cùng với những người đàn ông khác. Mỗi, mỗi khi nghĩ đến tôi đã ngủ cùng những người đàn ông khác, thì anh ấy cảm thấy, cảm thấy tôi dơ bẩn. Nhưng tôi làm tất cả những điều này không phải đều vì anh ấy sao? Nói ra thì người đàn ông đầu tiên cũng là do anh ấy kiếm đến, sau vụ việc đó, tôi muốn chia tay với anh ấy, anh ấy nói anh ấy khốn nạn, nói rằng anh ấy xin lỗi tôi, nói rằng chắc chắn sẽ không sẽ không vì chuyện này mà ruồng bỏ tôi. Chia tay với tôi. Nhưng bây giờ anh ấy, anh ấy nói anh ấy không thể chịu được, nói rằng anh ấy đã thích cô nữ sinh đại học vừa mới tốt nghiệp dưới trướng của anh ấy. Anh ấy nói anh ấy xin lỗi tôi nhưng anh ấy thực sự đã không còn yêu tôi nữa. Chu Hồng nước mắt lã chả nằm lấy cánh tay của hướng Thu Vân, hàng giọng hỏi, cô nói có phải tôi làm cho anh ấy vẫn không đủ nhiều không? Tại sao anh ấy lại, lại đối xử với tôi như vậy? Hướng Thu Vân chỉ đưa khăn giấy cho cô ta, không lên tiếng. Loại chuyện như tình cảm, vốn không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ có yêu và không yêu mà thôi. Hơn một tháng tiếp đó, công việc của hướng thu vân ở lúc mộng hương vẫn như cũ. Tuy nhiên có thể vì lý do đích thân Triệu Phương Loan tổ chức tiệc sinh nhật cho cô nên những người đến giải khoay ở lúc mộng hương đã không còn động tay động chân với cô, hoặc là nói những lời tục tiểu gì đó, cùng lắm có người thấy cô trông xinh đẹp, nhìn thêm vài cái mà thôi. Bùi tần mấy lần có ý xấu đến lúc mộng hương, nhưng hướng thu vân không cần phải lo, mộng hàm đã đỡ hết cho cô cuộc đính hôn của Giang Minh Thắng và Tống Như sẽ tổ chức vào ngày quốc khánh. Nhà họ Giang lấy cớ không đủ nhân viên phục vụ. Muốn mượn hướng thu vân qua đó, hướng quân trực tiếp thuế cho nhà họ Giang 100 người nam nữ cao tầm 1 m năm, khuôn mặt bình thường làm nhân viên phục vụ, gọi hay là tặng quà trước cho Giang Minh Thắng và Tống Như, khiến cho hai nhà Giang và Tổng phải bẻ mặt trước mặt toàn bộ khách khứa. Ngoài ra không có chuyện gì khác, đã hơn một tháng không nhìn thấy những người phiền lòng hạ vũ hào và giang hân yên hướng thu vân đã mập lên vài cân ít nhất trông không giống một cơn gió có thể thổi bay đi hôm nay được nghỉ đi mua sắm không sau khi chia tay bạn trai chu hồng đã phờ phạt đi rất nhiều lớp trang điểm đậm cũng không thể che đi sắc mặt trắng bệch và quần thâm của cô ta khi hướng thu vân chuẩn bị nhận lời thì di động vang lên xin lỗi tôi đi nghe máy trước điện thoại do anh trai của cô gọi đến Cô cầm di động bước vào nhà vệ sinh rồi mới bắt máy. Hôm nay có phải em được nghỉ không? Hướng quân đi thẳng vào vấn đề, so với bình thường, trong giọng nói có mang theo vài phần chán nản và bực độc. Hướng thu vân ừng một tiếng, cau mày hỏi, gặp phải chuyện phiền lòng gì vậy? Hôm nay đừng ra ngoài, anh chiều nay đã hẹn hạ Vũ Hào ở Club Mộng Hương. Em đừng tắt máy di động, đợi điện thoại của anh, nói xong, hướng quân lần đầu tiên cúp máy trước hướng thu vân sửng sốt cái tay siết chặt di động đến mức cắt khớp xương trắng bệt cô miếng chặt mỗi trên trán đã lấm tấm mồ hôi đã hơn một tháng không gặp hạ vũ hào hơn nữa cũng không có người làm khó dễ cô cô cũng suýt quên kế hoạch này rồi nghĩ đến kết quả quyến rũ hạ vũ hào thất bại trên mặt hướng thu vân lập tức không còn chút màu cô tay run rẩy cầm di động lên do dự một hồi rồi gọi cho hướng quân sau khi kết nối cô nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng nói anh trong khoảng thời gian này hạ vũ hào và giang hân yên bọn họ cũng không đến lúc mộng hương quản lý mới và chị hàm bọn học cũng không làm khó dễ em liệu có thể không cô thực sự thấy sợ những thủ đoạn đó của hạ vũ hào không được hướng quân trực tiếp ngắt lời của cô câu này lớn tiếng hơn câu kia đám người hạ vũ hào trong khoảng thời gian này không đến lúc mộng hương làm khó dễ em nếu qua một thời gian sau họ lại đến tìm em thì sao? Còn những người khách đó, tiệc sinh nhật của em vừa mới qua, để tình bác gái triệu, họ mới không động tay động chân với em. Nếu qua thêm một thời gian nữa thì sao? Tên khốn hạ vũ hào đó mới là con trai ruột của bác gái triệu, bà ấy không thể nào vĩnh viễn đứng về phía em được. Hướng thu vân rũ mắt xuống. Hàng mi khẽ rung lên. Cô cũng có nghĩ đến những điều anh trai nói, nhưng mà cô nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hạ vũ hào cầm gậy gôn đánh gãy chân của cô vào hai năm trước lưng cô liền toát mồ hôi lạnh sợ rồi cô thực sự sợ hạ vũ hào được rồi quyết định như vậy đi hướng quân hùng hổ hấp tấp nói anh đã chuẩn bị sẵn camera lỗ kim cho em rồi đồ lót kêu gợi gì đó anh cũng đã chuẩn bị vài bộ cho em em đừng suy nghĩ nhiều có xảy ra chuyện thì toàn bộ đẩy lên người anh là được rồi cổ họng của hướng thu vân khẽ thắt lại khóe mắt hơi cay anh không nói nữa bên anh vẫn còn một đống việc chưa sắp xếp xong cúp máy đây hướng quân trực tiếp cúp máy hướng thu vân nhìn tấm hình chụp chung của hai anh em trên màn hình di động ở bên bồn hoa ngập năng anh trai cô khoác lấy vai của cô cả hai đều cười rất rạng rỡ tấm hình của hai năm trước bây giờ xem lại bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác đã xa cách từ lâu cô liếm môi ra sức siết chặt di động Cô sợ Hạ Vũ Hào không phải là giả, nhưng cô cũng thực sự không muốn ở lại làm việc trong lúc mộng hương nữa. Cốc cốc cốc. Hướng Thu Vân. Chu Hồng gõ cửa nhà vệ sinh và kêu lên một tiếng. Hướng Thu Vân tức di động đi, mở cửa nhà vệ sinh, cố nén lại cảm xúc phức tạp do cuộc gọi vừa rồi. Xin lỗi, hôm nay tôi còn có chút việc, không thể đi mau sắm với cô rồi. Hôm nay Diệp Thu Mẫn cũng nghĩ, cô có thể đi hỏi cô ấy xem chu hồng nhìn chằm chằm lấy cô không nhúc nhích cũng không lên tiếng tôi ra ngoài trước hướng thu vân lo lắng không yên muốn vòng qua cô ấy đi ra ngoài nhưng chu hồng nằm cánh tay của cô sắc mặt hiu quạng nói bạn trai của tôi cảm thấy tôi dơ bẩn và bỏ tôi có phải cô cũng thấy tôi dơ bẩn không không có hướng thu vân lại lặp lại lần nữa tôi đi ra ngoài trước chu hồng vẫn không buông tay hai mắt đã đỏ ngầu vậy có phải có cảm thấy tôi muốn thông qua cô làm quen với đám người tổng giám đốc hạ cô giang cậu hưởng cảm thấy tôi rất hám quyền nên không muốn xem tôi là bạn không hướng thu vân nhìn cô ấy khẽ cao mày không lên tiếng bạn trai không còn bạn bè cũng không còn tôi làm người thật sự quá thất bại chu hồng cười khổ một tiếng buông cô ra sự buồn bã và đau khổ trong đáy mắt không thể nào che giấu cô ấy không còn quấy rầy hướng thu vân nữa cúi đầu xuống nhường sang một bên, giống như cô nói, con người đều là phức tạp, tôi chưa từng yêu cầu bạn bè đối xử với tôi tốt 100%. Miền đừng hại tôi là được. Hướng Thu Vân liếc nhìn cô ấy một cái rồi đi ra ngoài. Chu Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đáy mắt xám xịt đã sáng ngời lên, Hướng Thu Vân, vậy tôi vẫn là bạn của cô sao? Hướng Thu Vân cầm ví tiền và di động đi ra ngoài, không đáp lại. Sắp 12 giờ rồi, rất đông người đi bộ và xe cộ trên đường. Hướng Thu Vân đứng ở trước cửa lúc liếc nhìn xung quanh, mới phát hiện cô hoàn toàn không biết muốn đi đâu, cô đi ra ngoài, chỉ là không muốn tranh cãi với Chu Hồng về vấn đề bạn bè nữa. Họ được xem là bạn bè sao? Thực ra cô cũng không thể nói rõ được. Túc, Di động rung lên. Anh đã đặt phần thức ăn mang đi cho em, đều là thứ em thích ăn, một lát anh sẽ gọi cho em, đừng chạy lung tung là do anh trai của cô gửi đến. Hướng Thu Vân đã đứng đợi 10 phút hơn ở trước cửa club, sau khi nhận được phần thức ăn mang đi đã đặt cho cô, cô không muốn trở về ký túc xá, nên đã lấy một căn phòng ở khách sạn gần club để ăn cơm. Dưới sự áp lực khổng lồ, đồ ăn có ngon đến mấy cũng là vô vị. Hướng Thu Vân chỉ ăn được vài miếng thì đã không thể ăn nổi nữa, nằm trên giường co rúng lại rồi ngày người ra. Cô chợt nhớ vẫn chưa lấy đồ lót kêu gợi y ạch ngồi dậy anh trai nói anh ta cũng đã chuẩn bị cho cô nhưng anh ta trước giờ làm việc đều quên trước quên sau nên cô cũng không yên tâm lắm hướng thu vân đứng dậy đơn giản chỉnh đốn lại áo quần đi trung tâm thương mại ở gần đấy mua một phần cơm chiên mà chu hồng thích ăn sau đó trở về ký túc xá ăn đi hướng thu vân đặt đồ ăn mang đi đến trước mặt chu hồng sau đó lấy hộp quà trong tủ quần áo ăn không nổi Nhìn thấy cơm chiên mình thích, Chu Hồng hai mắt lóe lên, nhìn cô hỏi, hôm nay cô phải đến cái gì tổng giám đốc Hạ rồi sao? Hướng Thu vân chế hộp quà quá chói mắt, tháo bao bì ra, trực tiếp lấy ba bộ đồ lót cho vào một chiếc túi không quá bắt mắt, ít nhiều cũng phải ăn một ít đi. Bạn trai cũ của cô đã có người phụ nữ khác ở trong lòng rồi, cô tự dày vò bản thân như vậy, anh ta sẽ không sót thương cô, cũng sẽ không vì vậy mà hối hận gì đấy đâu chỉ có cô là người chịu khổ thôi cô không trả lời câu hỏi thứ hai như thể không nghe thấy vậy chu hồng vốn muốn biết điều không hỏi nữa nhưng sau khi do dự một hồi cô ấy vẫn nói hướng thu vân hay là cô đừng đi kế hoạch đó không đáng tin cậy cô ấy căng môi có chút lúng túng nói lúc đó tôi chỉ muốn để cô nợ tôi một ân tình không có nghiêm túc suy nghĩ gì đâu có chút buồn ngủ tôi đi ngủ một lát hướng thu vân đặt chiếc túi bên cạnh gối mang theo giày lên giường nằm nghiêng nhắm mắt nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được chu hồng có lẽ cũng biết cô đang giả vờ ngủ nhưng cũng không nói gì trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng nhai rất nhẹ mỗi phút mỗi giây đều vô cùng dày vò với hướng thu vân mỗi giây đều như là từng năm vậy như thể đã một thế kỷ trôi qua di động cuối cùng đã vang lên cô hít một hơi thật sâu ngón tay run rẩy bắt máy đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông từ tính, xin chào. Đây là gia đình hồi hằng, cô gần đây có nhu cầu mua nhà. Hướng Thu Vân cao mày, trực tiếp cúp máy, nằm lại lên giường. Hướng Thu Vân, Chu Hồng đi đến trước giường, khẽ lay Hướng Thu Vân, giọng nói rất nhỏ, tôi cảm thấy cô quyến rũ tổng giám đốc hạ rồi rời đi, anh ta cũng sẽ không buông tha cho cô rời đi, cô vẫn nên nghiêm túc suy nghĩ lại đi, đừng manh động như vậy. Hướng Thu Vân ngồi dậy, vén tóc con ra sau tai, nghiêm túc nói, tôi đã suy nghĩ kỹ chuyện này rồi, cô không cần phải lo, sau khi xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến cô. Sau khi xảy ra chuyện không cần Chu Hồng chịu trách nhiệm, cũng không cần anh trai chịu trách nhiệm, toàn bộ trách nhiệm để cô gánh. Tôi không phải ý này, tôi không phải sợ chuyện này dính líu đến tôi. Chu Hồng đỏ mặt giải thích, chỉ là tôi cảm thấy hiện giờ đã là xã hội pháp trị, chuyện gì cũng có thể dùng pháp luật để giải quyết không nhất định phải dùng loại phương. Tút. Tút. Tiếng di động rung lên làm ngắt lời của cô ấy. Hướng Thu Vân nhìn thấy cuộc gọi đến, bắt máy. Phòng 506, em đến đi Thu Vân. Giọng nói của hướng quân hơi khàn, còn mang theo sự mệt mỏi chưa từng có. Sau khi hướng Thu Vân đáp lời, cúp máy, sau đó mang giày. Sách túi chuẩn bị ra ngoài. Chu Hồng kéo lấy cô, sắc mặt phức tạp nói, hướng thu vân cô thực sự không suy nghĩ lại sao cô xem khoảng thời gian này cũng không có người khách nào dám sàm sỡ cô đám người quản lý cũng không làm khó dễ cô có phải cô không cần phải vội đi cái kia không bây giờ không có ai sàm sở tôi không ai làm khó dễ tôi nhưng sau này thì sao hướng thu vân gỡ tay của cô ấy ra cho dù mãi không có người làm khó dễ tôi lẽ nào sau này tôi nói với con tôi rằng tôi làm việc ở nơi như vậy sao chu hồng ánh mắt trốn tránh ngập ngừng nói thực ra cũng không có gì mà cũng có rất nhiều người làm ngành này của chúng ta kết hôn sinh con cũng không tấm tức như cô đã nói tôi không giống với các người hướng thu vân nhếch miệng ra nhưng trong đáy mắt chỉ có mỉa mai các người kiếm được tiền có thể rời khỏi rời khỏi thành phố này kết hôn sinh con nhưng tôi không có quyền lợi rời khỏi nơi này nếu như tôi không bắt lấy cơ hội lần này có thể tôi cả đời này cũng phải già chết ở nơi này. Cô tự dễ nói, nói không chừng đến lúc đó có rất nhiều người sẽ cói với con cái của mình rằng, nhìn này, đây chính là hướng thu vân, cô ấy đã làm việc cả đời ở trong club. Vậy thì, cô làm việc cẩn thận chút, nếu thấy không được thì sớm từ bỏ kế hoạch. Kiếm cái cớ đánh lừa đi. Chu Hồng nói, không đợi hướng thu vân lên tiếng, cô ấy lại nói, nếu không thành công, chọc tức tổng giám đốc hạ thì cô tìm cách báo với tôi một tiếng, tôi sẽ đi tìm cô Giang. Cô ấy tốt bụng như vậy, cho dù biết cô quyến rũ tổng giám đốc Hạ, có lẽ cũng có thể hiểu được khó khăn của cô, giúp cô cầu xin tha thứ. Không cần, cảm ơn. Hướng Thu Vân ánh mắt lạnh lùng, quay đầu rời đi. Chu Hồng kéo lấy cô từ phía sau, chân thành khuyên nhủ, "Hướng Thu Vân, cô nhất định phải đi chịu khổ vì chút sĩ diện đó sao?" Cần xin sự giúp đỡ của tình địch không có gì lớn lao cả. Hơn nữa tôi cảm thấy cô Giang rất tốt bụng, cô ấy có lẽ sẽ không vì chuyện này mà chế nhạo cô chịu chút khổ, với nói một câu xin lỗi với bạn trai của cô nói rằng cô sai rồi, cô sẽ chọn cái nào? Hướng Thu Vân gỡ tay của cô ấy ra, lạnh lùng hỏi. Chu Hồng không biết tại sao cô đột nhiên lại hỏi vấn đề này, nhưng cảm xúc vẫn có chút kích động, tôi đã vì anh ấy hy sinh nhiều như vậy, nhưng anh ấy lại phản bội tôi bên cạnh một người khác, rõ ràng anh ấy sai, tại sao muốn tôi phải xin lỗi? Tôi thà ăn phân cũng không sẽ không xin lỗi tên cha nam đó. Tôi không giống cô, tôi không phải thà ăn phân. Mà là thà chết cũng không muốn cầu xin Giang Hân Yên giúp đỡ, hướng quân lại gọi điện đến dục, hướng thu vân không tranh cãi với chu Hồng đang có vẻ mặt phức tạp nữa, xách túi đi ra ngoài. Khoảng tầm hơn 10 phút sau, hướng thu vân đã đến cửa phòng 505 hướng quân không mặc áo khoác vét, dựa vào tường hút thuốc, trong sự bao trùm của khói thuốc, trên khuôn mặt điển trai của anh ta lờ mờ hiện đầy rẫy sự bực tức, căm ghét và bất lực. Anh Hướng Thu Vân dừng lại ở nơi cách anh ta hơn 3 mét, sau khi gọi anh ta một tiếng, mới xách túi đi đến trước mặt anh ta. Thấy tiếng gọi của cô. Hướng quân nghiêng đầu sang nhìn cô, dập tắt thuốc lá rồi ném vào nắp thùng rác, cao mày hỏi, tại sao lại chậm như vậy? không phải có người phát hiện ra rồi chứ? Không có. Hướng Thu Vân muốn nói lại thôi nhìn căn phòng một lượt, cái tay cầm cái túi siết chặt lại, Hạ Vũ Hào, có trong đó không? Hướng quân buồn chán ừng một tiếng, dương cái cầm ra chỉ vào cái túi trong tay cô, cầm theo cái gì vậy? Đồ lót khiêu gợi. Hướng Thu Vân nói rất nhỏ, khuôn mặt hơi nóng lên, không phải vì xấu hổ, mà là lúng túng và quẩn bách. Hướng quân cúi đầu, hồi lâu không lên tiếng, anh ta lấy một điều thuốc ra. Kẹp vào trong miệng, sau đó lại buồn bực lấy xuống, ném vào trong thùng rác. Khớp xương tay trắng bệt của anh ta ra sức túng lấy tóc, lấy hai món đồ nhỏ từ trong túi vét ra, nhét vào trong tay của hướng thu vân. Hướng thu vân mở ra xem, một cái là bao cao su, một cái là thuốc tránh thai. Chị dâu của em bảo anh nhắc nhở em phải làm tốt biện pháp, hai thứ này cũng do cô ấy bảo anh chuẩn bị hướng quân tức tên khốn hạ vũ hào càng tức bản thân kém cỏi cái tên khốn đó dùng kích cỡ bao cao su nào anh không biết nếu không vừa thì em uống thuốc tránh thai đi hướng thu vân lại liếc nhìn đem hai thứ đó bỏ vào trong túi khẽ ừng một tiếng em biết rồi đừng quá buồn bây giờ cũng không phải là thời đại mãn thanh em cứ xem cứ xem như bị chó cắn vậy hướng quân vẻ mặt ảm đạm anh đoán tên khốn này sau khi ngủ với em cũng sẽ không chịu trách nhiệm điều quan trọng vẫn là lấy được hình hay là video. Anh ta hừng một tiếng, nếu lấy được hình và video, Hạ Vũ Hào anh ta mất mặt, nhà họ Hạ của họ cũng cần có sĩ diện. Chỉ cần Hạ Vũ Hào buông tay thì anh lập tức đưa em ra nước ngoài, cái tay của tên họ Hạ có dài đến mấy cũng không thể với ra được nước ngoài. Hơn 2 giờ rưỡi trưa một chút, vẫn không có nhiều khách trong lúc mộng hương. Nhưng cho dù là vậy, thỉnh thoảng vẫn có nhân viên hoặc khách cứ đi lại trên hành lang thấy hai anh em vẫn đứng ở cửa, có một nhân viên đi ngang qua nơi này liếc nhìn vài cái về phía họ, sau cùng liền đi tới hỏi họ có cần giúp gì không. Không cần đầu, cảm ơn, hướng thu vân đợi sau khi nhân viên rời khỏi, cao mày nói với hướng quân, anh, chuyện của sau này thì chúng ta sau này hằng nói, anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra ở bên trong trước đã. Hai người họ mãi đứng ở cửa, quá bắt mắt rồi. Tên họ hạ đã uống thứ đã thêm đồ, bây giờ đang nằm ở bên trong đấy. Hướng quân nói. Con người của hướng thu vân khẽ co lại. Sợ hướng quân ra tay không biết điều độ, gây ra họa lớn, thêm đồ. Anh bỏ thêm thứ gì vào trong đồ uống của anh ấy vậy? Chính là một chút thuốc ngủ và thuốc kích thích. Hướng quân hừng một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh ta cũng đã hại em ra nông nổi này rồi, em còn lo lắng cho anh ta sao? Nghe thấy chỉ có thuốc ngủ và thuốc kích thích, hướng thu vân thở vào nhẹ nhõm, cười khổ, cho dù trước đây em có thích anh ấy như thế nào, cũng không thể một lòng không thay đổi sau khi anh ấy hại em trở thành như vậy. Em chỉ là sợ anh làm sai việc, để lại chị dâu và hai đứa trẻ trả nợ cho sai lầm của anh. Cái này còn tạm được. Hướng quân lầm bầm một tiếng, kéo cô đi vào trong căn phòng, đừng nói nhảm, mau đi vào đi. Anh đã cài đặt sẵn camera rồi, em không cần phải lo. Hướng Thu Vân bước vào trong phòng, bên trong đã kéo rèm, ánh đèn rất tối. Mùi nước hoa nam nhàn nhạt trộn lẫn với mùi rượu, thoang thoảng còn có chút mùi thuốc lá, hơi hắt, nhưng không đến nỗi là không thể chịu được. Những chiếc ly rượu lộn xộn ở trên bàn, có một vài lý không, cũng có vài cái chỉ uống được vài ngụm. Ngoài ra còn có một vài đĩa trái cây chưa được động đến, và cả đồ ăn nhẹ. Và ở phía sau chiếc bàn, Hạ Vũ Hào nằm trên sofa với bộ vết hơi sọc sệt, mái tóc luôn được chải chuốt tỉ mỉ cũng có chút lộn xộn, trên khuôn mặt điển trai có chút ửng đỏ bất thường, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Đừng nhìn ngay ra nữa. Hướng quân lấy lên một cái hộp được đóng gói đẹp để từ trên ghế sofa, nhét vào trong tay hướng thu vân, đây là quần áo anh chuẩn bị cho em, lát nữa mặc bộ này. Nói xong, anh ta nhìn chầm chầm lấy cô, nhắc nhở, bên trong đã chuẩn bị đồ trang sức nhỏ trên cổ, cũng nhất định nhất định phải đeo đấy, biết chưa? Từng. Hướng Thu Vân liếc nhìn Hạ Vũ Hào sắc mặt càng lúc càng đỏ trên sofa. Nói với hướng quân, anh, anh đi ra ngoài trước đi. Anh sẽ đợi em ở bên ngoài, mọi thứ đều có anh đây, đừng lo. Hướng quân ôm cô một cái, siết chặt nắm đấm đi ra khỏi phòng. Hướng Thu Vân mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy liền thân vải tuyên màu đỏ, nói là váy liền thân, nhưng tổng số vải cũng chỉ lớn bằng hai bàn tay phía trên không che được ngực phía dưới không che được mông mặc vào không khác gì không mặc ngược lại còn khiến người ta càng muốn cởi ra ngoài ra còn có một chiếc vòng cổ mang hình vẽ gợi tình hướng thu vẫn chưa từng mặc qua thứ này cô một tay che ngực một tay che phía dưới hầu như muốn lộ cái quần lót ra lúc thì kéo lên trên lúc thì kéo xuống dưới từng tế bào trên cơ thể đều cảm thấy không thoải mái cô cao mày, để tránh lộ hàng, sau khi đeo vòng cổ vào, bước cực nhỏ về phía người nằm trên ghế sofa. Hạ Vũ Hào chưa cởi giày da, bắp chân và bàn chân đang treo lơ lửng, áo khoác vét tùy tiện vứt sang một bên. Áo sơ mi của anh đã cởi ra hai cúc áo, xương quai xanh lỏng sâu, cơ ngực hơi nhô dính chặt lấy chiếc áo sơ mi, màu da thịt lúc ẩn lúc hiện. Anh của lúc này, gợi cảm hơn và bớt đi tính xấu xa so với thường ngày. Tim của hướng thu vân đập rất nhanh, mồ hôi từ trên trán chảy dọc xuống hai bên má. Ngay cả khi anh lúc này đang trong trạng thái không tỉnh táo, nhưng vẫn khiến cô căng thẳng và áp lực. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi sổng cuốn, tay run rẩy chạm vào thắt lưng của anh. Người trên sofa chợt mở mắt ra, trái tim của hướng thu vân lập tức nhảy lên đến cổ họng, vô thức lùi về sau, nhưng bị người trên ghế sofa ôm lấy eo. Trời đất quay cuồng. Hướng Thu Vân ngã lên sofa, và Hạ Vũ Hào đang đè trên người cô, lồng ngực trắng chắc và cái mềm mại của cô áp chặt vào nhau, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều của anh. Giống y như cô. Hạ Vũ Hào siết chặt lấy tay của cô. Trong đáy mắt luôn xa xăm hiện lên một chút tơ máu do dược tính, anh nhìn chăm chăm lấy cô, tiếng thở hơi nặng nề, dường như muốn nuốt cô vào bụng. Hướng Thu Vân tay chân mềm nhũng, cái lưng ướt đẫm dính vào chiếc ghế sofa da, nhấp nháp vô cùng khó chịu. Cô nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, cho dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy không thể kìm được, vừa rồi ngài không có uống những rượu vang đỏ đó sao. Hạ Vũ Hào chưa ngủ, vậy khi anh trai nói với cô về chuyện camera, anh đã nghe thấy sao? Đương nhiên uống rồi. Ánh mắt như chim ưng của Hạ Vũ Hào nhìn cô chầm chầm. Giọng nói có chút khàn so với bình thường, anh chế nhạo nói nếu tôi không uống thì tôi làm biết được hai anh em cô đang mưu tính cái gì cũng không biết hướng quân đã bỏ bao nhiêu thuốc cho anh toàn thân anh từ trên xuống dưới đều nóng rang mỗi tế bào đều đang kêu gào chỉ có nơi chạm vào làn da của hướng thu vân mới có chút mát lạnh